Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 62 luyện tập chung tiết 2 phần tiếp theo. Rồi trong video này thầy giáo bổ sung một bài tập mà thầy giáo đã quên ở video trước, bài tập số 5. Tính tổng các phân số trên mỗi hàng, mỗi cột theo mẫu. Các em quan sát mẫu. Trên mỗi hàng, hàng thứ nhất 2 phần 30 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 bằng 9 phần 10. Các em viết 9 phần 10 vào ô này. Tương tự dòng thứ hai 1 phần 10 cộng 3 phần 5 cộng 1 phần 2 bằng bao nhiêu các em viết vào ô này. Rồi trước hết là các em chọn mẫu số lớn nhất là mẫu số chung với điều kiện là mẫu số đó phải chia hết cho các mẫu số còn lại. Ở đây 10 là mẫu số lớn nhất. Chúng ta nhận thấy 10 chia hết cho 5 và 10 chia hết cho 2. Vậy chúng ta chọn 10 là mẫu số chung. Kèm lên 10 chia 5 bằng 2. Vậy ta có 3 x 2 bằng 6. 5 x 2 bằng 10. 10 chia 2 bằng 5. Vậy chúng ta có 1 nhân 5 bằng 5 2 nhân 5 bằng 10 Rồi đến đây Kèm lấy 1 cộng 6 cộng 5 Bằng 12 12 phần 10 12 và 10 cùng chia hết cho 2 kem lấy 12 chia 2 bằng 6 10 chia 2 bằng 5 Như vậy kết quả bằng 6 phần 5 kem viết vào ô trống này rồi tương tự dòng thứ ba 1 phần 15 Cộng 3 phần 10 Cộng 7 phần 30 Trước hết là kem chọn mẫu số lớn nhất là mẫu số chung Ở đây 30 là mẫu số lớn nhất Ta thấy 30 chia hết cho 15 Và 30 chia hết cho 10 Như vậy kem chọn 30 là mẫu số chung Bây giờ các em lấy 30 chia 15 bằng 2. Như vậy ta có 1 x 2 bằng 2. 15 x 2 bằng 30. Rồi, đến phân số này. Các em lấy 30 chia 10 bằng 3. Vậy ta có 3 x 3 bằng 9. 10 x 3 bằng 30. Cộng với 7 30. 2 cộng 9 cộng 7 bằng 18. 18 phần 30. 18 và 30 cùng chia hết cho 6. 18 chia 6 bằng 3. 30 chia 6 bằng 5. Tỏ như vậy là kết quả bằng 3 phần 5 các em viết vào ô trống này. Tiếp theo là các em tính tổng theo theo cột. Chúng ta có mẫu là 2 phần 30 cộng 1 phần 10 cộng 1 phần 15 bằng 7 phần 30. Các em viết 7 phần 30 vào ô trống này. Tương tự, cột thứ hai Các em lấy 1 phần 2. Cộng 3 phần 5. Cộng 3 phần 10. Bằng bao nhiêu các em viết vào đây? Vì 10 chia hết cho 2 và 10 chia hết cho 5. Vậy các em chọn 10 là mẫu số chung phân số thứ nhất kem em lấy 10 chia 2 bằng 5 Vậy ta có 1 x 5 bằng 5 2 x 5 bằng 10 Phân số thứ 2 Các em lấy 10 chia 5 bằng 2 Vậy chúng ta có 3 x 2 bằng 6 5 x 2 bằng 10 Rồi cộng thêm 3 phần 10 Kem em lấy 5 cộng 6 cộng 3 Bằng 14 14 phần 10 14 và 10 cùng chia hết cho 2 Các em lấy 14 chia 2 bằng 7 10 chia 2 bằng 5 Như vậy kết quả bằng 7 phần 5 Các em viết vào ô trống này Rồi tiếp theo Cột thứ 3 1 phần 3 Cộng 1 phần 2 Cộng 7 phần 30 Cộng 7 phần 30 30 chia hết cho 3 và 30 chia hết cho 2. Vậy kem chọn 30 là mẫu số chung. Ta lấy 30 chia 3 bằng 10. Như vậy ta có 1 x 10 bằng 10. 3 x 10 bằng 30. Rồi chỗ này. Kem lấy 30 chia 2 bằng 15. Ta có 1 x 15 bằng 15. 2 x 15 bằng 30. Tiếp theo là cộng với 7 phần 30. 10 cộng 15 cộng 7 bằng bao nhiêu? Bằng 32. 32 phần 30. 32 và 30 cùng chia hết cho cho 2. 32 chia 2 bằng 16. 30 chia 2 bằng 15. Kết quả bằng 16 phần 15. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.